Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây linh sam rừng rinh Ninh Thuận nhà mình nha. Cây phong mini bàn trà, cây sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 350, có số đo hành gốc là 20, chiều cao là 19. Cây đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 20 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 250k bao ship và sống nhà mình yên tâm. Cây phong mini, cây nhỏ có vỏ nhà mình nha, rất là lực nha, cây quá khỏe rồi. Cây này ho chùm nhà mình, ho tím chùm luôn. Tết thì nhà mình ghép 86 rồi nha, còn thích thì mình cứ chơi riêng. Phong mini bàn trà nhà mình, cây quá khỏe luôn. Rừng rinh Ninh Thuận nhà mình nha, linh sam. Rồi mã số 350, 250k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn,